Anh em nhà sàn Tây Nguyên xin chào các bạn. Hôm nay anh em nhà sàn Tây Nguyên sẽ làm một cái video về lông đuôi voi. Một lông đuôi voi khá đặc biệt, bằng tiếng là anh em nhà sàn và đa sàn là mọi người nghĩ ngay ở trên Đắk Lắk, và lông đuôi voi là cũng trên Đắk Lắk. Và anh em nhà sàn thường xuyên tiếp xúc với con voi, và cũng có đồng bào anh em nhà có 1-2 con voi, thường xuyên lấy lông đuôi voi. Trên mạng xuất hiện rất là nhiều phương pháp để phân biệt lông đuôi voi, nhưng anh em nhà sàn vừa rồi đi một số nơi thấy quá nhiều lông đuôi voi giả, và anh em nhà sàn đã lấy mua 2 lông đuôi voi giả, không phải lông đuôi voi thật, và một lông đuôi voi thật để về tìm xem có một cách gì phân biệt, để chia sẻ cho các bạn hiểu thêm về cách phân biệt lông đuôi voi mà một cách đơn giản. Trước mắt các bạn là thí dụ như là ở trên mạng hoặc là nhiều người khi cho vào nước để 30 phút 1 tiếng nó sẽ mềm ra. Nếu mà lông giả lông thật thì anh em đều thử nghiệm và đều có thể làm mềm ra, và lấy bật lửa đốt thì cũng có mùi khét, cũng không thể phân biệt được, tại vì giữa giả và thật đều là chất sừng. Đã lông thì đều là cấu tạo từ sừng, mô sừng, thì không lấy lông đuôi voi thì người ta sẽ lấy một cái chất sừng khác người ta làm, thì rất chi là khó phân biệt. Thì anh em mang về 2 lông, 3 cái lông này, anh em mang về 3 lông, anh em mua 2 lông giả và 1 lông thật, anh em so sánh thì thấy phát hiện ra rằng có một số đặc điểm mà anh em các bạn dễ nhận diện được. Hôm nay anh em nhà sàn sẽ chia sẻ cho các cô, các bác, các bạn. Bắt đầu tiên, tại anh em là dân kỹ thuật thì thường soi rất là kỹ để phân biệt là lông thật. Thì các cô, các bạn hãy nhìn, đây là 3 lông này, 2 lông thật và 1 lông giả. Hãy để ý, nếu là lông thật thì sẽ bằng lông đuôi voi thật, còn lông giả là bằng sừng trâu. Họ sẽ dùng máy để tiện để mài, để rũa ra. Thì đầu tiên là cái phần chân này, phần chân. Nếu là lông thật thì các bạn sẽ nhìn thấy đây, sẽ có cái vết trắng trắng này, đây là cái chân, vết trắng trắng đây. Còn 2 lông giả là khi người ta bấm và đốt, người ta sẽ đốt một đầu để quan lại không bị toe. Còn lông thật bao giờ người ta sẽ lấy cái kìm bấm. Đây là vật gốc. Phần thứ hai là khi các cô, các bạn để ý phần ngọn. Đây, phần ngọn này. Đây, phần ngọn. Đây là lông thật này, phần ngọn bao giờ mềm hơn, mềm và thường là nứt ở giữa. Đây các cô bác nhìn thấy đây. Do quá trình con voi nó hay quật và va chạm thì lông bao giờ, phần ngọn bao giờ mềm. Còn lông của vuốt thì họ sẽ không được mềm. Chất
không được mềm cứng. Hai lông giả và lông thật đây. Và thứ hai là quá trình bên trong chiều dài của lông. Lông thật bao giờ họ sẽ bị lông thật bao giờ dẹp. Đây là lông thật. Các cô các bác sẽ bị nhìn thấy dẹp, nó hơi quay cho lông hơi nhỏ, nó hơi khó, sẽ bị dẹp đi. Dẹp. Còn lông làm từ sừng trâu thì họ sẽ vuốt hơi tròn, đánh nhẫn hơi tròn, có độ cứng. Những lông giả, những người làm vàng, những thợ vàng người ta rất thích, tại vì cứng, họ sẽ có thể nhét vào giữa của cái nhẫn dễ hơn, khi họ gia công họ nhét vào dễ hơn, chi phí sẽ rẻ hơn 1/10 so với lông thật. Này, đây là những chia sẻ thực sự của anh em ở sàn. Anh em ở sàn ngoài đá ra chỉ không nói về lông đuôi voi nhiều, nhưng mà lông đuôi voi có tuần sau anh em sẽ lên nhà ở trên Đắk Lắk, sẽ mời các bạn xem con voi, cái lông đuôi voi thật cắt từ lông đuôi voi ra. Đây là những lông đuôi voi thật. Nhiều bạn cứ thắc mắc sao lông của anh em nhà sàn chia sẻ lại sao mắc vậy, nhưng không phải, lông thật bao giờ chi phí cũng khá cao hơn. Làm lễ cứ một lần lấy một con lông đuôi voi 2-3 tháng thì phải làm lễ, chi phí làm lễ cũng khá, nên mọi người thông cảm. Rất khó phân biệt, các cô chú rất khó phân biệt. Bản thân nhiều người mua nhưng mà không biết được. Bản thân anh em bán sàn nếu không có lông giả, lông thật bên cạnh soi tỉ mỉ từng tí một thì rất chi là khó để mà phân biệt được. Dù có nhúng vào nước, dùng hộp quẹt đốt đều có mùi khét, ngâm vào nước rất mềm, nhưng để phân biệt được cực kỳ khó. Những đặc điểm nhận dạng chỉ có tinh tế với nhận ra. Hôm nay video khá dài, cảm ơn các cô các bác đã xem video này. Video đây anh em kỹ thuật làm video chia sẻ cũng chưa được trôi chảy lắm. Nếu có gì thắc mắc thì hãy comment cho anh em nhà sàn. Hãy lưu ý những anh em nhà sàn đã chia sẻ để phân biệt để mua những lông đuôi voi thật. Nhà sàn Tây Nguyên xin chào các cô các bác. Hẹn gặp lại ở một video sau.